các bạn thân mến, à, chị đã thấy là à, có một số bạn đã vào xem phần livestream này ngay sau khi mà chị phát trực tiếp rồi, phải không ạ? Ừ. Hiện tại đã có khoảng 100 bạn đang xem phần phát trực tiếp này rồi, rất là nhanh luôn Các bạn ơi, à, ở buổi vừa rồi ấy cái buổi gần nhất mà chúng mình quay trở lại cùng với nhau thì chị đã nhìn thấy là chúng ta đã cùng với nhau ôn về văn xuôi rồi và đặc biệt là chúng ta đã ôn về chuyện ngắn rồi đúng không ạ thế nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ đổi không khí một chút chúng ta sẽ ôn về thơ được không ừ. <laughs> Xin chào 200 bạn đang xem phần phát trực tiếp ngày hôm nay của chị Chúng ta sẽ cùng vào cái bài học ngày hôm nay luôn nhá Được không nào? Hello các em! <laughs> Chỉ ngay sau khoảng chưa đến một phút là đã, đã có khoảng hơn 200 đối thủ rồi Ok, xin chào các em chúc các bạn uh, buổi sáng tốt lành nha rồi chúng mình sẽ cùng uh, bắt đầu buổi sáng ngày hôm nay nhá khởi động chút xíu luôn cùng với nhau luôn để tí nữa các bạn còn đi học ok chưa ạ 300 bạn chúng ta sẽ bắt đầu nhé. ba trăm ừ. bạn chúng ta sẽ bắt đầu nha ừ, chào các bạn ngày mới Ok Được rồi, ok Các bạn ơi 300 bạn rồi, đúng không ạ? 300 bạn rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi sáng ngày hôm nay cùng với nhau luôn nha Được không ạ? Các bạn thân mến, chúng ta thấy rằng là ở trong chương trình ngữ văn lớp 12 thì cái mảng thơ nó đóng một vai trò khá là quan trọng. Và nếu như soi chiếu và đề minh họa năm nay thì chúng ta có thể kiểu định hình trong đầu là à có vẻ như là cái khả năng vào thơ sẽ cao hơn chăng. Đúng không ạ? À, thường thì khi mà bắt đầu tìm hiểu về một cái thể loại Bao giờ chị cũng khuyên các bạn là chúng ta trước tiên phải đi sơ lược về cái thể loại đó đã Thì khi mà chúng ta phân tích hay là xử lý bất cứ một cái đề nào về thơ ấy thì chị luôn nói với các bạn rằng là ở trong cái phần thơ này ấy bao giờ chúng ta sẽ cùng bao gồm hai cái phần một đó là điệu hồn và thứ hai là cấu trúc đúng không ạ điệu hồn ở đây có thể được coi là chính là những cái cảm xúc trong thơ Còn cấu trúc ở đây được coi là những cái ngôn từ này. Những cái biện pháp tu từ này à được sử dụng để cấu tứ lên cảm xúc và nội dung trong thơ, đúng không ạ? Nội dung và cảm xúc trong thơ. Ok chưa nào? Trước tiên là chúng ta định hình với nhau về cái này đã. Được không? Nó khá là đơn giản nhưng mà chị nghĩ là chúng ta cũng cần phải quan tâm một chút xíu để khi mà chúng ta phân tích bất cứ một cái bài thơ nào thì các bạn cũng sẽ không để bỏ không bị bỏ sót cái phần kiến thức này được không ạ? Và cái bài viết của các bạn nó sẽ có chiều sâu hơn. Nên là lưu ý giúp cho chị về cái này nhá. Được chưa? Chúng ta thấy rằng là thơ trong chương trình ngữ văn lớp 12 ấy, nếu như mà nhìn tổng quan, chúng ta có thể chia ra làm những cái chủ đề chính như sau. Chị sẽ chia theo chủ đề để các bạn ghi dễ, ghi nhớ hơn. Ok chưa? Được không nào? Trước tiên này, chúng ta sẽ có thứ nhất là gì ạ? À, thứ nhất là chúng ta sẽ có về đề tài, chị tạm gọi là người lính chủ cụ thể. Đây là đề tài cách mạng đi, được không? Chúng ta sẽ có một là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Hai là bài thơ gì nhở? À, hai là bài thơ Việt Bắc của nhà thơ gì? À, của nhà thơ Tố Hữu Ok chưa? Ba là đất nước Của gì nhỉ? Nguyễn Khoa Điểm Đúng không? Và thứ tư là chủ đề về tình yêu Nhưng là cũng là tình yêu trong cái thời điểm cách mạng nhé Đó là bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không ạ? Chúng ta thấy có một cái điều mà các bạn có thể ghi nhớ ngay giúp cho chị đó là gì? Hai cái bài này á thì thuộc thời kháng chiến chống Pháp. Đúng không? Còn hai cái này thuộc kháng chiến chống Mỹ. Đúng chưa nào? Nhớ nhanh là như thế. Được chưa ạ? Chỉ là khi mà chị phát ra như thế này rồi thì các bạn sẽ dễ dễ dàng định hình. Bởi vì là đây chúng ta thấy rằng là À, nếu mà nhớ theo chủ đề này và nhớ theo cái thời điểm ra đời này thì các bạn sẽ nhớ nó rất là lâu thay vì việc là chúng ta cứ phải băn khoăn tìm cách ghi nhớ thì ở đây chị đã bày cho các bạn một cái cách ghi nhớ rồi ok chưa ạ? Thế thì cứ dựa vào đấy các bạn học thôi ok chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhau nhé, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với nhau. Khi mà học về thơ ấy thì chị dành một cái lời khuyên cho các bạn là hãy chuẩn bị cho mình những cái mở bài và cụ thể ở đây nếu như có thể hãy chuẩn bị cho mỗi tác phẩm này hai cái mở bài. Được không ạ? Bởi vì khi mà các bạn chủ động được ấy thì các bạn sẽ làm nó rất là nhanh và hai cái mở bài này chị khuyên các bạn khi mà làm về thơ ấy thì các bạn nên mở bài bằng cách sử dụng sử dụng thơ luôn. Ok chưa? Để mở bài Vị như Tây Tiến thì chúng ta có thể sử dụng cái đoạn thơ của nhà thơ Giang Nam chẳng hạn. Tây Tiến biên cương mở lửa khói quân đi lớp lớp động cây rừng và bài thơ ấy con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Ví dụ là như vậy. Được không ạ? À, với bài thơ Việt Bắc thì chúng ta có thể sử dụng cái đoạn thơ sao chiến thắng của nhà thơ Chế Lan Viên chẳng hạn. Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ, như cha, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta chết trong mỗi ngôi nhà ngọn núi dòng sông. Được không? Hay cụ thể là sử dụng luôn thơ của nhà thơ của nhà thơ Tố Hữu. Được không? ok chưa nào với bài thơ đất nước À, chị xin lỗi với trích đoạn đất nước chi trong trường ca mặt đường khát vọng Các bạn có thể sử dụng rất là nhiều những cái bài thơ khác nhau Nhưng ở đây thì chị có thể gợi ý cho các bạn về một cái nhận định khác mà các bạn có thể sử dụng Ví dụ như là chúng ta sử dụng cái nhận định của nhà văn người Nga Elila -E Rembo Lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông Yêu vị thua mát, yêu vị chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cò thẳng nguyên có hơi rượu mạnh Hay là chúng ta sử dụng đoạn thơ trong bài thơ quê hương ấy Của nhà thơ gì ạ? À, của Nhật à, trong cái bài thơ à, bài học đầu tiên mà nói chung là cái đoạn thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân quê hương là gì ở mẹ mà cô giáo dạy phải yêu quê hương là gì ở mẹ ai đi xa cũng nhớ nhiều xong bắt vào đề tài quê hương đất nước Ok không? Có rất là nhiều cách để gọi có thể đi, còn với sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, chúng ta có thể bắt đầu từ những cái đoạn thơ, những cái nhận định bắt đầu từ tình yêu thì đây cũng là một trong những cái cách rất là hiệu quả và triệt để mà chúng ta có thể làm. Ví dụ như là chúng ta có thể bắt đầu à, từ những cái câu thơ của ông Hoàng thơ tình Việt Nam Xuân Diệu, đúng không ạ? Làm sao cắt nghĩa được tình yêu có khó gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu, được không ạ? Ok không? ví dụ là như thế thì các bạn có thể sử dụng những cái đoạn thơ để bắt đầu cho cái bài viết của mình và đối với chị đó là một cái cách rất là triệt để rất là ok để các bạn có thể làm và không tốn thời gian được chưa nhá ok ông nào thì đấy là về chị hướng dẫn các bạn về cái cách mở bài khi mà chúng ta tiếp cận với những cái bài thơ này nhá nói về cái kiến thức của thơ ấy kiến thức nền thì bao giờ chị cũng sẽ chia làm hai phần được không nào? Hai phần kiến thức tương tự giống như văn xuôi Chúng ta có về tác giả Và chúng ta có về tác phẩm Được chưa nào? Chúng ta có về tác giả và về tác phẩm Về tác trong tác phẩm chúng ta lại tiếp, tiếp tục chia thành Hoàn cảnh sáng tác Được không ạ? Về hình tượng Và về nội dung Ok chưa nào? Được không ạ? À? Thì đối với tác giả này á Các bạn list ra thành một cái bảng đi Tiếp tục điền vào một cái bảng các cái tác giả Và chúng ta sẽ dựa, chúng ta sẽ viết key word trước Được không? Sau đó thì chúng ta sẽ diễn đạt ra bằng một cái đoạn văn khoảng từ 5 đến 7 câu Để sau này chúng ta dễ viết Được không nào? Trước tiên là biểu thị bằng những cái từ khóa trước Sau khi mà biểu thị bằng từ khóa xong Thì dựa vào những cái từ khóa đấy Chúng ta sẽ viết thành một cái đoạn văn ngắn Ok chưa? Hiểu chị không? Nha, hoàn cảnh sáng tác cũng thế, chúng ta cũng biểu thị bằng keyword trước sau đó chúng ta cũng viết bằng 5 đến 7 câu, như vậy thì sẽ rất là dễ nhớ. Còn đối với nội dung thì chúng ta sẽ list ra những cái vấn đề chúng ta cần quan tâm ở trong cái bài thơ đó luôn. Được không ạ? À? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay nhá. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với chị với cái tác phẩm đầu tiên, đó là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Ok chưa nào? Nhá. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Ok chưa ạ? À trước tiên là Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, chúng ta sẽ có về Quang Dũng trước. Nhắc tới nhà thơ này á, tác giả nhá. Nhắc tới nhà thơ này thì chúng ta sẽ có những cái từ khóa sau mà các bạn cần phải lưu tâm. Thứ nhất đó là đa tài. Thứ hai đó là gì nhỉ? À, đó là người lính và quê hương. Thứ ba, đó là hồn hậu. Phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Thứ tư là nhà thơ chiến sĩ. Ok chưa nào? Được không ạ? và tiếp theo là kháng chiến chống pháp được không thì đây là những cái từ khóa mà chúng ta có thể nêu ra về nhà thơ này được không ạ nhá chúng ta sẽ chúng ta có thể nêu ra về nhà thơ này sau đó chúng ta có thể tự ngồi và tự khái quát lại tự trao đổi với bạn cùng học với mình về nhà thơ này bằng cách là gì ạ à trong nền văn học việt nam hiện đại nhà thơ quang dũng được biết tới là một nhà thơ đa tài bên cạnh việc làm thơ, bên cạnh việc vẽ tranh này, bên cạnh việc soạn nhạc này, bên cạnh việc viết văn này thì Quang Dũng trước tiên vẫn được bạn đọc biết tới với tư cách của một nhà thơ. Ví dụ là như vậy. Ok chưa ạ? Đề tài mà người nghệ sĩ này thường lựa chọn trong những sáng tác của mình đó là về quê hương xứ Đoài mây trắng, đó là hình ảnh người lính đúng không ạ và phong cách thơ của nhà thơ Quang Dũng mang trong mình bốn nét chính là hồn hậu phóng khoáng lãng mạn và tài hoa được không ông được coi là một nhà thơ chiến sĩ và là một trong số những người nghệ sĩ gì ạ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến trong Pháp thời kỳ đầu được không và bài thơ Tây Tiến rồi đấy là về phần tác giả nhá OK chưa được không nào rất là ngắn gọn và dễ nhớ tiếp theo là về phần tác phẩm Chúng ta sẽ thấy hoàn cảnh sáng tác chúng ta sẽ nhớ hai mốc 1947 và 1948. Thường là các bạn sẽ nhớ cái mốc 1948 trước. Còn chị thì chị không nhớ theo kiểu như vậy. Chị nhớ theo cái cái lộ trình thời gian cơ. Thế nên chị nhớ theo năm 47 trước, được không ạ? À? Chị cũng mong là các bạn có thể chủ động nhớ theo cái mốc thời gian nói chung là nó xuôi. Bởi vì nếu như mà các bạn nhớ nó xuôi thì các bạn sẽ cảm thấy là cái việc ghi nhớ nó sẽ dễ dàng hơn thì đây nhá. Chị lấy ví dụ một cách đơn giản này. Vào năm 1947, Quang Dũng tham gia binh đoàn Tây Tiến và đã từng giữ chức vụ đại đội trưởng. Sau đó một khoảng thời gian không lâu thì Quang Dũng bị điều chuyển sang đơn vị khác. Có một lần vào năm 1948, ông tham dự đại hội thi đua ở làng Phú Lưu Tranh và trong khi trong cái thời gian này thì biết bao nhiêu những cảm xúc đã quay trở lại, những ký ức về người đồng đội đã trở thành hình thành nét và thúc đẩy Quang Dũng cầm bút viết nên bài thơ Tây Tiến. Ví dụ là như thế Hiểu chị không? Nhá Tức là chị muốn nói ở đây với các bạn là gì? Chị muốn nói ở đây với các bạn là các bạn nên nhớ xuôi theo thời gian Chứ các bạn không nên nhớ ngược là bài thơ Tây Tiến được viết vào năm 1948 Xong rồi lại chấm năm 19... kiểu kiểu như vậy Chúng ta nhớ xuôi đi Bởi vì nhớ xuôi thì chúng ta sẽ sẽ cảm thấy nó dễ hiểu hơn Nhá Các bạn hiểu ý chị không ạ? kể cả là trong việt bắc hay là trong bất cứ bài nào thì các bạn nếu như có nhiều hơn một cái mốc thời gian thì các bạn nên nhớ xuôi ok chưa nhá ghi nhớ giúp chị cái điều này ok chưa nào đấy là về tác phẩm bài thơ này thì được coi là một trong số những đỉnh cao của thơ ca kháng chiến trong pháp thời kỳ thời kỳ đầu ok chưa ạ các bạn nhớ giúp chị và cùng thời với cái tác phẩm này á thì chúng ta có thể nhớ tới bài thơ đồng chí của nhà thơ trinh hữu này bài thơ nhớ của nhà thơ hồng nguyên này vân vân đấy là những cái tác phẩm rất là nổi tiếng ở trong cái thời điểm này mà các bạn có thể đưa ra sử dụng để liên hệ nhưng mà ý chị nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ nhất nhất sử dụng hai cái bài đó vào liên hệ mở rộng mà thật ra chúng ta còn rất là nhiều những cái bài thơ khác miễn là nó cùng chủ đề miễn là nó miễn là nó có điểm chung và chúng ta từ những cái điểm như vậy điểm chung và điểm khác biệt như vậy chúng ta nhìn thấy được một cái bức tranh muôn màu về thơ ca Việt Nam à, đó là thơ ca cách mạng được không ạ? Nhá. Ok chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần nội dung chính. Chúng ta thấy rằng là nội dung chính trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng á thì chúng ta có thể chia ra được làm ba nội dung chính mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất, đó là 14 câu thơ đầu, thứ hai là tám câu thơ tiếp và tiếp theo là tám câu thơ tiếp. Đúng không ạ? 14 câu thơ đầu chúng ta đề cập đến gì nhỉ? À, 14 câu thơ đầu chúng ta đề cập đến đó là hình tượng người lính Tây Tiến gắn liền với thiên nhiên miền Tây. Đúng không? Gắn liền với thiên nhiên miền Tây và à những chặng đường hành quân gian khổ. Ok chưa nào? Nhá. Tức là các bạn định hình giúp chị là cái nội dung của bài thơ Tây Tiến này là viết về hình ảnh người lính Tây Tiến ok chưa nhưng mà người lính tây tiến đó gắn với những cái hoạt cảnh khác nhau gắn với những cái hình ảnh khác nhau gắn với những cái gọi là trong những cái công việc khác nhau ok chưa trước tiên là hình ảnh người lính tây tiến trong cái chặng đường hành quân Ok không ạ? Cái thứ hai là hình ảnh người lính Tây Tiến trong một cái à sinh hoạt cùng với đồng bào. Đó là trong một cái đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại và một cái buổi sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo trong cái buổi chia ly đầy quyên luyến và bình rịn. Đúng không ạ? Và cái thứ ba là một cái bức ảnh chụp trực diện hình ảnh người lính Tây Tiến hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Ok chưa? Đi kèm với đó là bốn cái nét tính cách các bạn ơi các em có còn nhớ những cái nội dung này không ạ à? chị xin một lần nữa nhắc lại cho các bạn nhé Chúng ta có 14 câu thơ đầu là hình ảnh người lính Tây tiến gắn liền với thiên nhiên miền Tây và những chặng đường hành quân gian khổ. 8 câu thơ tiếp theo là hình ảnh người lính trong cái hoàn cảnh, trong cái hoạt động sinh hoạt đó là sinh hoạt cùng với đồng bào ở trong một cái buổi đêm liên hoan văn nghệ và trong một cái buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo. Và cái thứ ba là một cái bức ảnh trực diện chụp về hình ảnh những người lính Tây tiến với những cái nét tính cách chính là hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Ok không ạ? À? <laughs> chị vẽ hơi xấu. Thì các bạn lưu ý giúp chị, chị chỉ vẽ nhanh như vậy thôi nên là mấy đứa thông cảm với chị nhá. Ok chưa nào? Thì đó là về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Ok chưa? Chúng ta sẽ nhanh chóng chuyển sang một cái bài thơ nữa bởi vì chị sợ là không thì các bạn sẽ đi học mất. Có gì thì ngày mai chúng ta sẽ lại dậy sớm học tiếp cùng với nhau nha. Được chưa nào? Rồi, chúng ta có thêm một cái tác phẩm nữa được đề cập đến ở đây đó chính là bài thơ Việt Bắc. Được không ạ? À? Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Các bạn thân mến, chị cũng muốn cung cấp đến các bạn một cái thông tin đó là vào đầu tháng 7 ấy, thì chị có một cái khóa học được gọi là khóa học cốt văn. Được không nào? Đây sẽ là cái khóa học mà dành cho tất cả những bạn nào mà đang chưa cấu thành được một cái bài văn, chưa viết được một cái bài văn nghị luận văn học hoàn chỉnh. Được không ạ? Các bạn bị, bị yếu về diễn đạt, hay là những cái vấn đề liên quan tới nghị luận văn học thì chị nghĩ là các bạn có thể tham gia cái khóa này. Bởi vì ở trong cái khóa này chị sẽ hướng dẫn các bạn tỉ mỉ về việc cấu thành từng cái phần như thế nào. Được không ạ? À? Và sửa cho các bạn những cái lỗi về diễn đạt, giúp cho các bạn định hướng tốt hơn về cái phần hoàn thành cái câu năm điểm nghị luận văn học ấy. Hiện tại thì cũng đã có khá là nhiều bạn tham gia vào cái khóa này rồi. Bởi vì là cái mức học phí của khóa này thì khá là rẻ, chỉ có 249k thôi. Dành cho các bạn được không ạ? À? Chúng ta sẽ học trong khoảng 10 buổi đến khoảng 11 buổi tầm đó. Đấy, thế nên là chị nghĩ là đây là một trong những cái khóa mà các bạn có thể lựa chọn để đầu tháng 7 chúng ta sẽ bắt đầu với nhau. Chúng ta sẽ học trong khoảng 3 tuần với cái khóa này Thì chị nghĩ là nó khá là ok dành cho các bạn Để các bạn có thể uh, viết được cái câu nghị luận văn học nó tốt Thế nên là chị cung cấp cho các bạn cái thông tin nhanh như vậy Nếu như mà các bạn cảm thấy là nó phù hợp với bản thân mình Ở thời điểm hiện tại khi mà mình vẫn còn diễn đạt lùng cùng Mình chưa có ý để viết Mình viết cái đoạn văn nghị luận uh, Mình viết cái bài văn nghị luận văn học nó bị sơ dài Nó chưa đúng ý Thậm chí là nhiều vấn đề khác thì các bạn có thể tham khảo nhé Ngoài ra lấy thông tin thêm thì các em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn giúp cho chị nhá Còn bây giờ thì sẽ quay trở lại cùng với nhau Chúng ta có bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu Đây chỉ là một cái trích đoạn trong bài thơ Việt Bắc thôi Nó bao gồm 90 câu thơ đầu Đúng không ạ? À? Nó nói về tái hiện lại những cái kỷ niệm Cách mạng gắn với đồng bào Và gắn với những cái khung cảnh thiên nhiên Việt Bắc à, Chúng ta thấy rằng là nhắc tới nhà thơ Tố Hữu ấy Thì chúng ta sẽ nhắc tới những cái ý chính là gì? À chúng ta sẽ nhắc tới những cái ý chính Đó là trước tiên Đây là một nhà thơ chiến sĩ Đúng không ạ? À? Trước tiên là một nhà thơ chiến sĩ Đúng không? Tiếp theo đó là gì nhở? Đề tài mà hay viết đó là về cách mạng Ngợi ca đảng Ngợi ca cách mạng Ngợi ca bác hồ Đúng không nào? Rồi, tiếp tục Chúng ta có một cái nữa Đó chính là gì nhở? À, chúng ta có một cái nữa Đó chính là Chữ tình chính trị Ok chưa ạ? À? chữ tình chính trị được không lưu ý giúp chị cái này nhá rồi tiếp theo đó là gì nhở à lá cờ đầu đúng không nào ok chưa rồi tiếp tục là gì nhở à chúng ta thấy được một cái khác một cái nét khía cạnh khác từ thơ của tổ hữu đó chính là cái sự lạc quan và tin tưởng giọng thơ ấy rất là hào sảng, lạc quan và tin tưởng. Đúng chưa ạ? Thì các bạn sẽ lưu ý những cái này giúp cho chị về nhà thơ Tố Hữu nhá. Thời gian nói về nhà thơ này thì còn rất 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 là nhiều thứ để nhớ nhưng mà trước tiên thì chị muốn là các bạn sẽ lưu ý giúp chị cái này trước. Ok không ạ? Trước tiên là chị muốn các bạn lưu ý giúp chị cái này trước. Ok chưa? Rồi, thì nhắc tới nhà thơ tớ Tố Hữu chúng ta sẽ thấy rằng đây là một trong số những tác giả được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam, đúng không nào? À Tố hữu thì thường viết về đề tài liên quan tới cách mạng và mang trong mình một cái giọng thơ đó chính là chữ tình chính trị. À, ngoài ra thì chúng ta có thể nhắc tới cái tính dân tộc ở đây nữa, cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng của đời thơ tố hữu. Ok chưa nào? À, còn về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Việt Bắc, chúng ta có thể nhớ tới năm 1954 và cụ thể là gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau khi mà đã giành được thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu thì vào tháng 10, cơ quan trung ương đảng đã rời chiến khu Việt Bắc để trở về với thủ đô Hà Nội. Và trong một cái khoảnh khắc chia ly đầy quyến luyến và bị định giữa người đi là cán bộ cách mạng, người ở lại là đồng bào Việt Bắc thì Tô Hữu đã viết cái bài thơ này để tái hiện lại cái khung cảnh đó và mở ra những cái khung cảnh hứa hẹn, những cái viễn cảnh hứa hẹn về tương lai tươi sáng của đất nước. Đúng chưa nào? Nhá! Tiếp tục này, chúng ta có về nội dung Nội dung trong bài thơ Việt Bắc thì các bạn sẽ lưu ý giúp chị tới những cái vấn đề sau. Trước tiên, chúng ta có là gì nhở? À, đó là 8 câu thơ đầu. Đó là khúc hát chia ly giữa người đi kẻ ở. Chúng ta có 10 câu thơ tiếp. Đó là 10 câu thơ uh, nhắc nhớ về những cái ngày gian khó ấy. Được không nào? Ok không ạ? À? cái đoạn mà chăn xuôi đắp cùng đấy Ok chưa nào Chúng ta có 18 câu thơ tiếp Nói về nỗi nhớ Nhớ gì như nhớ người yêu Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương Nhớ từng bản khói cùng xương Sớm quê bếp lửa người thương đi về Được không ạ? À? Chúng ta có 10 câu thơ tiếp Nói về bức tranh tứ bình Ta về mình có nhớ ta Ta về ta nhớ những hoa cùng người được không ạ? À? Và chúng ta sẽ có gì đây ạ? À? à chúng ta sẽ có à, 10 câu thơ tiếp nói về Việt Bắc những con đường ra trận Những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung Được không? Ok chưa? Thì đấy là những cái mảng nội dung chính Nhưng mà bây giờ thì cũng đã sắp 6 giờ rồi Thế nên là tạm thời chị sẽ dừng lại cái phần phát trực tiếp tại đây nhá nếu như mà có thể thì buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ lại bắt đầu với nhau Và chị sẽ hướng dẫn cho các bạn từng thứ một tỉ mỉ hơn Ok chưa ạ? À? Bởi vì ngày hôm nay là bây giờ thì cũng đã là gần 6 giờ rồi Chị nghĩ là các bạn nên dừng lại để các em đi học trước đã Sau đó thì có thể là sáng ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng với nhau Và sáng ngày mai thì chị sẽ bắt đầu với các bạn sớm hơn một chút Tại vì chị sợ là nếu như ở bây giờ mà chị nói thì bị xa đà quá mà các bạn lại không đi học được ấy Nên là bây giờ các em chuẩn bị đi học đã đi Được không? Có gì thì chúng ta sẽ lại tiếp tục, không có vấn đề gì cả nhá. Cứ bình tĩnh, được chưa? Nhá. Ok chưa nào? Thế thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nha, hơn 600 đối thủ đang xem phần phát trực tiếp này. Ok chưa nào? Bây giờ các bạn dừng lại để chuẩn bị đi học đi, bởi vì chị biết là có nhiều bạn thì nhà xa nên là các bạn cũng phải đi học sớm một chút. Rồi thì các em sẽ ăn uống các kiểu nữa. À, các bạn ơi, như bình thường thì ở cái đề minh họa hiện tại vẫn đang cho về về cái ngữ liệu, nhưng mà chị nghĩ là chúng ta vẫn nên chủ động về ngữ liệu bằng cách là chúng ta học thuộc thơ. Nhá. Ok không? nhá rồi và hãy nhớ là hiện tại chị đang có một cái khóa học gần nhất là khóa học cốt văn với cái mức học phí rất là ok thì các bạn có thể tìm hiểu nhắn tin cho admin để tìm hiểu nếu như mà cảm thấy phù hợp thì chị em mình sẽ gặp nhau ở trong cái khóa học đó nhá Ok chưa nào? Rồi chị sẽ cố gắng dậy sớm hơn Cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay Đã xem cái phần uh, Livestream này và chị chúc các bạn Của chị sẽ có một cái buổi sáng Thật là vui vẻ và học tập thật là hiệu quả nhá Bây giờ thì đi học thôi Bởi vì ngày hôm nay chắc là sẽ là một cái ngày rất là nắng đấy Nên là các bạn phải đi sớm đi Không thì nắng nắng đến lớp đã mệt rồi Thì còn học hành gì nữa Đúng không? Nha! ok xin chào các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé bye bye